Có rất là nhiều lý do để mà tôi chọn trường đại học Worcester để ở đây. Cái thứ nhất đó chính là cái học phí của trường rất là hợp lý, và trường cũng có cái chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế đến đây học. Thì ngoài ra thì cái chương trình học ở đây á, chỉ gói gọn trong 1 năm thôi, thì sinh viên quốc tế có thể là tiết kiệm thời gian cho mình nhiều hơn và tiết kiệm cả chi phí ở đây cũng như chi phí về ăn ở cũng như là ăn học ở đây. Ngoài ra thì trường Worcester cũng là trường được nổi tiếng về cơ sở vật chất, được trang bị thiết bị đầy đủ, rồi có cả khu thư viện rộng lớn, đó là The Hive. Cho nên là sinh viên có thể có một cái không gian rất là thoải mái để và có rất là nhiều tài liệu để mà nghiên cứu và phục vụ cho quá trình học của mình. Việc kết bạn ở đây rất là dễ dàng. Sinh viên ở đây hầu như là sinh viên quốc tế rất là nhiều. Thì sinh viên ở đây rất là hòa đồng, vui vẻ. Sinh viên Anh cũng như là sinh viên đến từ Mỹ và đến từ châu Âu rất là thân thiện và dễ thương. Việc kết bạn với người ta, với những sinh viên đó rất là dễ dàng và họ sẵn sàng giúp đỡ mình bất cứ khi nào mình muốn, mình cần sự giúp đỡ của họ. Lần đầu tiên đến đây, trước tiên là mình được sự hỗ trợ của văn phòng quốc tế, nó là cô Jen. Cô đã hỗ trợ rất là nhiều về về mọi thứ, cả về cái cuộc sống ở đây. Cô thường hỏi thăm về chỗ ở, chỗ rồi những nơi mà mình các quán ăn, rồi cô thường xuyên hỏi về việc học. Rồi ngoài ra thì trường cũng thường xuyên gửi những email giới thiệu đến các sinh viên để giới thiệu những cái hoạt động của trường, như là hoạt động mà đi chơi thăm các thành phố khác cũng như là các chuyến dã ngoại. Mình rất là thích thể thao nhưng mà rất tiếc rằng là mình không có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khóa ở đây lắm. Có hoạt động thể thao cho nên mình không không có tham gia câu lạc bộ thể thao nào ở đây hết. Điều mình thích nhất ở đây đó chính là cái khí hậu. Đó là một trong những cái gọi là cái advantage của Worcester. Ngoài ra thì ở đây mỗi lần mà mình cảm thấy căng thẳng hoặc là và cảm thấy căng thẳng trong việc học thì mình thường hay đến chỗ Riverside, rồi đi đến cái cầu để mà ngắm cảnh rồi thư giãn. Và ở đây cũng có nhiều cảnh đẹp cũng như là con người ở đây cũng rất là tốt. Điều cái ấn tượng đầu tiên của mình khi đến đây đó chính là con người ở đây rất là ấm áp, thân thiện, dễ thương và người ta sẵn sàng giúp đỡ mình bất cứ khi nào mình cần. Và người ta rất là lịch sự. Về công việc làm thêm thì không có thể nói là nó không hề khó khăn cho các bạn nếu các bạn muốn kiếm một việc làm thêm ở đây. Ngoài sự hỗ trợ của nhà trường, khi mà bắt đầu mà cái khóa học đầu cái học kỳ đầu tiên á, thì nhà trường đã tổ chức cho các bạn một cái sự kiện giới thiệu các công việc làm thêm mà trường có kết hợp với các công ty ở bên ngoài để hỗ trợ cho sinh viên. Và điều đó rất là đó là một cái rất là thuận tiện mà sự rất là tốt từ phía nhà trường hỗ trợ các sinh viên. Còn ngoài ra nếu như các bạn có thể không không có không có thích những công việc mà trường giới thiệu thì các bạn có thể ra ngoài đi đến các nhà hàng hoặc là các shop để xin việc làm thêm. Và mọi người ở đây người ta rất là thích sinh viên quốc tế làm việc ở đây để mà khiến cho cái môi trường làm việc trở nên nó năng động hơn và nó có sự đa dạng hơn, cho nên là nó không khó để kiếm một việc làm thêm ở đây. Việc học ở Việt Nam thì mình thấy rằng là các sinh viên hầu như là phụ thuộc vào bài giảng rất là nhiều. Và hầu như lên lớp học á, thì giảng viên thường hay giảng bài và ít khi nào mà có sự cũng có trao đổi nhưng mà không không có nhiều như là ở đây. Còn khi mình học ở đây á, thì hầu như trong lớp học sinh viên và giảng viên trao đổi rất là nhiều, và hầu như là 80% thời gian học là về thảo luận và đề cập ra những vấn đề thực tế. Và ngoài ra thì việc học ở đây mình cảm thấy nó thuận tiện hơn ở chỗ đó, nên là cái thư viện và cái nguồn tài liệu để mình tham khảo rất là nhiều và luôn cập nhật thường xuyên. Về cái những cái facilities here thì cái nhà trường được trang bị đầy đủ các mọi cái thiết bị như là máy quay, rồi màn hình, màn chiếu,
rồi ngay cả cái thư viện của trường, rồi trường còn có rất là nhiều phòng máy tính cho sinh viên mỗi lần mà cần phục vụ việc học của mình, kể cả máy scan bên cạnh cả bên cạnh những cái máy tính nữa. Thì cái điều này mình thấy rất là thuận tiện cho sinh viên, và mỗi lần cần tài liệu hoặc là scan tài liệu hoặc là in ấn thì có sẵn để cho sinh viên sử dụng để mà phục vụ cho việc học của mình. Và ngoài ra thì thư viện của trường cũng rất là lớn, thư viện của trường là được đầu tư và rất là kỹ càng và đầy đủ các trang thiết bị từ máy tính đến tài liệu, rồi kể cả các sách báo và cả những journal mới nhất nữa. Suggestion for student, các bạn mà sinh viên chuẩn bị qua đại học thì điều trước tiên các bạn cần chuẩn bị đó chính là quần áo cho mình, những quần áo ấm cho mình thật là nhiều, bởi vì khí hậu ở đây khá là lạnh, rất là lạnh cho các bạn. Cho nên là khi mới qua đây là các bạn, mình nghĩ là các bạn sẽ khó mà có thể chịu đựng được cái nhiệt độ ở đây. Vì tuy nhiên thì các bạn sống quen dần rồi thì sẽ không sao, nhưng mà mới qua đây thì các bạn nên chuẩn bị quần áo ấm cho mình. Rồi các bạn cũng cần khi mà tới đây thì hãy liên hệ ngay đến phòng quốc tế, hoặc là nếu như các bạn không biết phòng quốc tế ở đâu thì các bạn có thể đến chỗ main reception để nhờ sự hỗ trợ và sự hướng dẫn. Và tại tại đây thì cán bộ nhân viên ở đây rất là nhiệt tình giúp đỡ cho sinh viên quốc tế, nên các bạn đó là hai điều mà cần nhất mà mình chia sẻ đến các bạn. Điều thứ nhất mà khi các bạn sinh viên muốn sang đây học đó chính là các bạn hãy mình biết là các bạn quan tâm đến cái chi phí học ở đây như thế nào, nhưng mà các bạn đừng, và các bạn một số bạn mình nghe là trước đây qua đại học thì các bạn tập trung vào việc làm thêm rất là nhiều. Tuy nhiên là khi học ở đây thì các bạn nên biết cân bằng giữa thời gian học và thời gian làm, đừng để thời gian làm ảnh hưởng qua thời gian học quá nhiều. Cái thứ hai là các bạn hãy thường xuyên gửi email đến các gia giảng viên, các thầy cô hỗ trợ mình nếu như các bạn gặp khó khăn gì, và đừng có ngại ngùng về điều đó vì thầy cô ở đây rất là dễ thương và thầy cô luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ các bạn. Điều thứ ba khi các bạn học ở đây đó chính là các bạn nên tham gia tất cả những cái hoạt động ngoại khóa hoặc là những cái chuyến đi du lịch mà nhà trường tổ chức cho các bạn đi. Tại vì khi mình là sinh viên mà trường tổ chức thì mình được ưu đãi rất là nhiều, và cái chi phí để mà travel thì nó không hề đắt đỏ đối với khi mà mình được nhận được sự hỗ trợ của sinh viên, cho nên các bạn hãy tận dụng cơ hội đó. Điều thứ tư đó chính là cũng giống như mình nói lúc nãy, đó là các bạn nên trang bị quần áo ấm cho mình và hãy giữ ấm cho cơ thể để tránh không bị dễ bị cảm lạnh ở đây. Và điều cuối cùng mà mình muốn gửi đến các bạn đó là khi học ở đây thì các bạn hãy cố gắng hòa nhập với môi trường sống ở đây nhiều, hãy cứ giao lưu và nói chuyện kết bạn với những sinh viên quốc tế ở đây nhiều, vì như vậy các bạn có thể học được những cái văn hóa từ các bạn ở nước khác, và điều đó rất là tốt, mình nghĩ như vậy.